Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình review lại một cái vườn nho cho cả nhà mình xem nè. Trời ơi, nó đóng trái nè cả nhà. Đó, thấy cả nhà thấy trái nha. Vậy có vui luôn, vậy đặt luôn cả nhà. Nho này lọt vô vô tháng tháng 9 cả nhà. Này nho này nó ngắn ngày, nó chừng tháng sau nữa là nó bói nha cả nhà. Ôi ơi, thấy vàng nho, thấy cả nhà thấy mê không? Quá đặc sệt luôn, quay cho cả nhà mình xem. Quá tệ nho luôn nè. Đó, thấy cả nhà thấy đấm hấp dẫn chưa? Quá trời luôn. Đó, tên là nho không? Thấy nho không? Thấy trái. Không thấy lá luôn cả nhà ơi. Em cả nhà thấy đã không? Này mà nó chín này nó mê luôn cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Đặc sệt luôn, dày cu luôn. Đây là nho đỏ thường nha cả nhà, mê ly chưa? Trời ơi, vô vàng nho này nè, nó chín đỏ lên cả nhà thấy rồi, không thể nào mà tưởng tượng luôn. Do trời mưa đó, nó sổ nhị nó không có chặt mấy, nhưng mà như gì thì rất ngon cả nhà. Khi mình tỉ ra rồi là nó vừa luôn đó. Cả nhà thấy đã chưa? Dẫn chưa nè, quá mê ly luôn. Mình ghi lại cho cả nhà mình xem vườn nho Tuy Phong Bình Thuận cả nhà, quá chẳng chưa cả nhà. Đó, thấy tuyệt vời chưa? Trồng là nho không à, thấy hấp dẫn không? Các bạn mà vô vườn nho thì khỏi chê luôn, khi mà nó chín lên thì nó đỏ, cái nở nhện nho đỏ nha cả nhà, chín lên cái nhà mình thấy toàn là nho không cả nhà ơi. Có đẹp chưa nè, trời ơi cả nhà thấy nè, thấy không mềm cả nhà, quá tuyệt vời luôn, nho luôn. Đó, mình đi đường về cả nhà mình xem vô vườn nho mà đều nó còn xanh nha cả nhà. Đây nó còn xanh chứ nó chín lên đỏ thì cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn cả nhà, quá đã chưa. Vì lại những nó có hai loại, một loại chuối ngọc vàng của mình này, chuối chuối ngọc tím đó, nhà bé đẹp không, chuối ngọc tím tình yêu đây đó, quá tuyệt vời chưa, rất đẹp luôn cả nhà. Đã mình ghi lại đây là nó ra đừng ra cái bông nữa nè, đó nó ra bông dài dài vậy nè, rất đẹp luôn. Lúc này nó nở nè, cây này chuẩn bị nó nở, cây mấy cái này nè, cả một đám này luôn đó. Ghi lại cho cả nhà mình ngắm hoa chuối ngọc, quá đẹp luôn, vừa ghê chưa, cái nhà thấy đã đó, thấy mê luôn, quá đã luôn, đẹp luôn. Còn đây là hoa sâm mình này đó, sâm mà thấy đẹp hay chưa, sâm đất đó, nó nở nè, quá tuyệt vời luôn, đỏ tươi luôn. Đây hai chú chim nhỏ ngủ à, cưng ra chưa vậy, một anh ngủ rồi nè. Anh cuốn gói anh ngủ, còn anh lại còn thức à, cưng được chưa, tầm cái hoa lan mà anh ngủ luôn à, thấy cả nhà. Đó, với cưng được chưa, được chát em cái này em, anh còn thức, còn anh cuốn gói ngủ à, cưng được. Anh cuốn cái nào anh đâu anh ngủ luôn à, vui đi chưa. Trời ơi, với cưng anh dưới rồi trời. Đó, đẹp luôn, nó nằm cái hoa lan trắng mình luôn à cả nhà. Cái quậy ghê chưa. Còn vườn nho đỏ nè cả nhà, nó thương nè. Rồi bên này thấy cả nhà thấy nó chín đỏ lên hợp thở, thấy mê không cả nhà. Để mình review lại cho cả nhà xem nè, nó chín nữa, đẹp nhiều luôn cả nhà ơi. Đã chưa, dặn chưa cả nhà, đó chín đã luôn. Có đi du lịch thăm vườn quan vườn nho thì các bạn cứ tới Tuy Phong Bình Thuận và khỏi cầu Điều Hòa là có những cái chỗ điểm để dẫn dắt du lịch, cái như tham quan vườn nho cả nhà. Tới đó là cái chỉ có thôi, có thì đã mình theo mình tham quan, mình mua thì mình mua dễ lắm, người ta dễ cho tham quan lắm cả nhà. Như mua thì mình mua ít, vừa ăn chơi là kỷ niệm, vừa
có những cái trải nghiệm dẫn nữa đó, mình review lại cho cả nhà xem đó, đã chưa, cái tuyệt vời quá nhà, quá trời nho luôn. Nho này nho đỏ thường, giá nó không được cao quá nha. Này bây giờ nó ít nè, ít làm nhiều ấy hơn, quá hấp dẫn cả nhà, quá tuyệt vời luôn, mê ly luôn cả nhà. Bây giờ nho mê luôn, nho đỏ luôn, tươi luôn, mê ly luôn cả nhà, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Chưa thấy hấp dẫn chưa, quá đã chưa này. Đó cả nhà, có mình có làm những cái phim cho cả nhà xem để chiêm ngưỡng. Cái nhà nào mà mình chưa đi tham quan vườn nho thì em cũng hấp dẫn cả nhà. Nó thì đỏ, giờ đỏ thì nó vô quay ra thì ra bệnh ngắm thì hết tí luôn, vậy luôn nè. Ồ thì đã chưa, hấp dẫn luôn cả nhà. Quay xuống thì hơi chó cả nhà, quay bị ngược rồi lại à. Đó thôi, đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn clip sau.